Chào quý anh em nha. Chiều nay mình có một con máy full box anh em, Samsung A5 27 này, A5 20 á. Mẫu này ra cũng được 2 năm rồi, nhưng mà cái con máy này thì sự kiện tồn kho anh em. Không biết thu lại mà nó còn nguyên full box luôn, nguyên hộp luôn. Đó anh em coi này, đó. Tháng 2 27, con máy y như bác hộp anh em. Thu lại là còn có cái hộp này luôn nha. Màu hồng nha anh em. Em nhìn thấy không? Không một vết xước. Mình coi kỹ coi. Kính cũng không xước luôn nha anh em. Con máy này phải nói là như máy mới, chứ không phải là máy cũ nữa anh em ơi. Con này mình nghĩ chắc là hàng tồn. À không, anh em coi kỹ cái xương đi, chắc chắn là hàng tồn và người ta muốn thanh lý hàng là anh em. Hàng này ít có, rất ít có nha anh em, lâu lâu mới có được coi nha. Anh em 20, anh em coi tổng thể máy rất đẹp, dù là ra lâu nhưng con máy này xài rất lành nha anh em. Mình đang con nào là con này, là bán con máy đấy, cái dòng này này anh em rất chuộng. Và con này thì nó thật sự anh em là giá nó cũng không được mềm mấy nha, giá cũng tạm chấp nhận được với một con máy Samsung mà còn mới ken như này. Anh em nghĩ đi thì giá nó cũng, anh em mình tùy theo cái coi máy mà so sánh nha, mình cũng không nói nhiều ở đây. Bạn nào biết về máy thì thật sự con máy này quá là chuẩn luôn đó. Kính gần như không vết trầy, lưng cũng rất đẹp. Này kính này anh em, đây là mình quay tổng thể bên ngoài cho anh em xem xong tí mình mới coi cấu hình anh em ha. Thì đây vẫn còn sách hướng dẫn luôn này, anh em biết rồi đó, cáp sạc cục sạc có đủ luôn, như một cái máy bắt hộp. Cáp sạc đây anh em, đây cục sạc nhanh của nó đây, cái này có hỗ trợ sạc nhanh nha anh em, có cái tia sét đây. Và tai nghe gần như là chưa nghe lần nào, tai nghe còn mới ken luôn, chưa sử dụng luôn đó. Y như mô tả nha anh em, máy sau thì mình mô tả y vậy nha. Đó, nguyên hộp có sách hướng dẫn, cục sạc tai nghe đầy đủ hết nha anh em. Thì bây giờ mình giới thiệu cái cấu hình bên trong cho anh em xem nha. Những anh em biết rồi thì bỏ qua, còn anh em nào chưa biết thì cứ xem hết video nha anh em, rồi ưng thì gọi điện liền cho mình nha. Tại máy này mình có coi thôi anh em. Đó, chụp hình rồi là ok nha anh em. Bật wifi này. Rồi, rất là mạnh. Con này thì bộ nhớ RAM là 3 GB nha anh em. RAM 3, bộ nhớ 32 GB. Pin nó là 3000. Màn hình là 5 inch 2 nha anh em. Samsung A520 màn hình 5 inch 2. Máy full chức năng nha anh em, chưa có bị gì hết nha. Máy chưa đụng chạm sửa chữa nha. Thì máy này nó rất là đẹp. Bên ngoài mình nhìn nó thực sự anh em là y như máy mới, chả khác gì. Không khác gì máy mới hết. Rồi clip này mình làm tới đây thôi. Rồi, giá nó mình báo luôn nha anh em, 2 triệu 6 nha anh em. Giá 2 triệu 6. Hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo nha. Rồi, chào anh em.